kênh nó đây rất nên thơ quý vị ơi. À, chúng tôi chạy hai bên đường, một bên là núi và bên kia nó là những cái con suối rất là đẹp ha. Nhưng mà vì mình lái xe để mình giữ an toàn đó, mình không có thể mình dừng lại được giữa đường được. Okay. À, trời hôm nay thì ở đây mưa, thì quý vị biết rồi, Seattle và những cái thành phố phụ cận đó thì bị ảnh hưởng bởi cái khí hậu, cho nên vùng này nói chung là Seattle mưa quanh năm, cho nên cái nickname của Seattle là Umbrella City ha. Thật ra đường lúc nào là thành phố gì cái dù. Ok, rất là đẹp. Hello, xin chào mọi người, hiện giờ mình đang trên đường đi Leavenworth, một cái thành phố của người Đức, nó nằm cách Seattle khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và bây giờ trời ở Washington State đang vào thu thưa quý vị. Và phía trước của chúng ta đây là một cái farm, họ bắt đầu trang trí những cái bi đỏ, những cái sắc đặc của mùa thu ha. Ok, quý vị theo chân chúng tôi nhìn một cái farm nhỏ này ha, một cái góc độ nhỏ của cái farm này ha. Cái farm này là Small Wood Harvest. Ok, và ở đây họ sẽ bán những cái đồ trang trí ha, đồ harvest là mùa thu hoạch đó nha thưa quý vị. Okay, nhìn rất là dễ thương. Và cái điểm này nó cách thành phố Leavenworth ở khoảng 10 dặm thưa quý vị. Okay, đây là trên đường đến Leavenworth. Bên Đức họ di cư qua đây, cho nên cái thành phố này vẫn còn giữ cái dáng dấp, vẫn còn giữ cái truyền thống của người bên Đức. Quý vị, ví dụ quý vị thấy không? Thậm chí ngay cái bảng ở đây, nhưng mà cái dòng chữ Welcome ở dưới là cái bảng chữ Đức, tức là chào đón quý vị đến cái thành phố Bình Quyết. Đó, cho nên mọi thứ ở đây họ đều giữ cái nét của những người từ bên Đức họ di cư qua đây, từ lối kiến trúc, nhà cửa cho đến những cái lễ hội mà chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị sắp tới đây. Ok, trời ở đây bắt đầu sang thu thưa quý vị. Quý vị thấy hai bên đường không, những cái cây bắt đầu nó đổi màu, lá nó đổi màu ha, lúc thì màu tím nhạt, lúc thì màu vàng. Ở đây nó cách Seattle hai tiếng rưỡi lái xe, nhưng thưa quý vị, cho nên nếu đến Seattle có dịp, và đặc biệt vào mùa này á, là nó có cái Oktoberfest. Oktoberfest nó là một trong những cái lễ hội bắt nguồn từ thành phố München đọc theo tiếng Đức và thành phố Munich theo tiếng Anh á. Thì đây là một cái lễ hội rất là lớn hàng năm tổ chức, và đây là một trong những cái lễ hội thu hút cái lượng du khách rất là nhiều người khách đến. Và đặc biệt trong lễ hội này đó thì người Đức họ uống bia rất là nhiều nha thưa quý vị. Theo ước tính, mỗi cái lễ hội Oktoberfest như thế này, những cái lễ hội Oktoberfest thì du khách đến cái lễ hội tiêu thụ gần 8 triệu lít bia. Và đó là những cái loại bia với cái nồng độ cồn rất là cao thưa quý vị. Và trước mắt quý vị đây là một cái lối đi vào thành phố Leavenworth của tiểu bang Washington State. Leavenworth là một trong những cái thành phố nó nằm ở trên cái dãy núi Cascade. Dãy núi này là một trong những cái dãy núi cao ở Bắc Mỹ, và
từ đây sang biên giới Canada thì cũng không xa lắm đâu thưa quý vị ha. Đây là hai bên, và đặc biệt ở đây kiến trúc nhà cửa thì họ vẫn còn xây dựng theo cái lối kiến trúc, đa phần họ vẫn còn xây dựng theo cái lối kiến trúc của Tây Âu, tức là kiến trúc của bên Đức. Quý vị thấy từ cái phong chữ cho tới cái bảng chào, họ vẫn giữ cái nguồn gốc ngôn ngữ Đức ở đây. Đó, phía trước là những cái dãy núi rất là cao thưa quý vị, và bây giờ trời đã bắt đầu sang mùa thu. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ngày mai là ngày 1 tháng 10 ha. October Fest, tức là lễ hội tháng 10. Và thường thường cái lễ hội này á, nó bắt đầu từ khoảng tuần cuối của tháng 9 và nó cũng kết thúc vào giữa tháng 10.
nó đổi màu, đổi cái lá nó đổi màu rất là dễ thương, đẹp lắm quý vị ơi. Lên đây cái thành phố, cái chỗ này là thành phố du lịch đó, mình phải tuân thủ theo những cái quy tắc. Từ mình book khách sạn đây thì mình có thể mình park trong khách sạn, còn không thì mình ra những cái khu park như thế này. Khu park như thế này là bây giờ mình có thể mình đậu xe với cái mức giá là $1.75 một giờ và maximum là 5 tiếng đồng hồ ha. Cần thiết thưa quý vị thì có thể mình ra đây rồi đến đó. Mình dùng thẻ hoặc là mình dùng đồng xu nào đó mình xài để mình đặt trên cái xe của mình. Và hiện giờ mình đang đứng ở thành phố Leavenworth. Nói thành phố thì nó cũng đúng, một cái này là cái Leavenworth, nó là một cái làng, nó gọi là Leavenworth Village. Đây là một cái làng của người Đức ở trên cái dãy núi Cascade, nó nằm ở tiểu bang Washington của Mỹ. Và đây thì nó cũng cách Canada không xa. Ok, thank you. Thành phố Leavenworth rất là đẹp thưa quý vị ơi. Trời mùa thu ở đây rất là đẹp. Cây lá bắt đầu nó cũng màu vàng. Quý vị thấy phía sau mình không? Những cái tán cây nó đổi lá rất là dễ thương ha. Ok. Rồi mùa thu đẹp lắm em ơi. Nếu quý vị có thời gian hãy đến đây một lần tham quan thành phố Leavenworth, làng Leavenworth của người Đức ở dãy núi Cascade ở tiểu bang Washington. Thank you. Và đây là một cái khu mà khách du lịch họ hay thường đến đây, quý vị thấy không? Đây là lối đi chỉ dành cho người đi bộ. Và chào mừng quý vị đến với Leavenworth. Trời hôm nay mưa nha thưa quý vị, không được đẹp trời cho lắm. Và hôm nay cũng không phải là ngày cuối tuần nữa, cho nên ở đây rất là thưa thớt ha. Quý vị có thể Google để mà xem cái Leavenworth Activity đó, họ có những cái hoạt động gì để mình đến đây mình thăm. Nhưng mà nó cũng có cái hay là khi mà mình đi như thế này thì mình sẽ thấy được cái kiến trúc ở đây họ xây dựng. Và đây cũng là cái khu mà du khách họ tập trung, họ về đây nhiều nhất. Buổi tối ở đây thì họ sẽ giăng đèn, họ uống bia. Hai bên là những cái hotel rồi nhà hàng. Lâu lắm rồi mình mới được trở về đây. Lần đi cuối cùng để mà thăm thành phố Leavenworth này là mùa hè năm 2010. Và lần đầu mình đến đây nếu mình nhớ không lầm thì khoảng khoảng năm 2006. Đây là một trong những cái nơi mà tập trung rất là nhiều hoạt động của thành phố. Nhất là họ sẽ có những cái buổi hòa nhạc ngoài trời á. Họ chơi nhạc rất là dễ thương nha thưa quý vị. Trời hôm nay mưa nha. Trời hôm nay bị mưa hơi nhiều. Ok. Yeah.
bàn ghế ăn là họ phải lật ngửa lên hết rồi nè. Ok, họ đóng cửa ha. Đó, họ để những cái bàn close. Họ bán đồ lưu niệm, họ có những cái ở phía trước thì họ có một cái nhà vòm để mà họ tổ chức những cái buổi biểu diễn ngoài trời. À, đa phần ở đây họ chơi nhạc nè, họ chơi nhạc Đức hoặc là quý vị thấy những mẫu chữ ở đây ha, đều theo những cái mẫu chữ của người Đức hết ha. Đa phần là vậy. Ok. Ở đây vắng vẻ lắm, và nhất là bây giờ dịch nó đang bùng lại nữa nè, cho nên cư dân họ cũng không có ra đường sinh hoạt náo nhiệt như thời gian trước đây. Okay, đó quý vị thấy không? Đây là những cái lối kiến trúc của người Đức, đó thậm chí cờ Đức cũng được treo ở đây. Okay. À, hình như ngày mai đó mình Google thì mình thấy ngày mai họ sẽ có một cái buổi lễ hòa nhạc về cái Oktoberfest ở đây. Đây là du khách đến đây mà bị mắc mưa đây nè. Đây họ ngồi. Nơi này thường thường họ chơi nhạc nha thưa quý vị. Thôi video đến đây để dài, mình xin chấm dứt ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mình làm này để mình chia sẻ cho quý vị chứ không phải là khoe khoang gì nha. Ok. Ai hiểu cũng được mà ai không hiểu cũng xong. Thank you for everything.